Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mình. Mình là Nhân của Fansico. Trong cái video ngày hôm nay, Nhân xin hỏi tất cả các bạn một câu hỏi là trong các bạn á, có ai gặp cái trường hợp là khi mà đang đánh thi đấu với một đối phương, có một cái pha bóng bổng nó bay tới mình, xong cái mình đập cái nó chạy đi chỗ khác, cái mình đập cái nó chạy đi chỗ khác không? Rồi, trong cái video clip ngày hôm nay, Nhân sẽ chia sẻ cho các bạn là cách mà chúng ta có thể đập một quả bóng bổng tốt nhất trong thi đấu, hoặc là những cái bóng xoáy này kia, chúng ta sẽ không bị còn gặp những cái trường hợp là đập bóng hụt nữa để cho mọi người phải cười chế nhạo chúng ta nhé. Xin mời. Rồi, về điều đầu tiên mà khi mà mình đập một cái bóng bổng mà nghĩa là nó không có quẹo, nó không có xoáy nhiều á, thì các bạn nhớ nha, cái bóng cao á, mà cách mà mình xử lý tốt nhất á là bóng cao là nó sẽ rất là chậm, nó chậm rất là chậm luôn. Nên các bạn phải nhớ là đợi bóng tưng lên, đứng lại. Và khi mà mình thực hiện động tác á, nghĩa là nếu mà bóng nó cao như vậy, đụng bàn tưng lên nó cao như vậy, mà tay mình từ dưới vậy, là không bao giờ mình đập được bóng bổng, lẽ mình ụp vậy đập, sao đập được, nó thô thiển quá các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đợi bóng tưng lên, đứng lại và đi ra. Và bắt đầu tay mình sẽ lấy ngang để bằng với quả bóng. Và mình thực hiện động tác là từ đằng sau ra đằng trước. Và mình đập vào giữa bóng. Nè, từ rồi. Giữa bóng, đấy, mình đập vào giữa bóng. Ví dụ trường hợp và nó, ví dụ nó quá cao đi, thì mình có thể là đưa tay cao và mình đập từ trên đập xuống. Đây, mình sẽ ví dụ đây. Nè, đấy, các bạn nhớ không? Phải thật là chậm nha, nhanh quá là dễ, rất là dễ hụt. Nè, đợi nè, đi ra nè. Đấy. Rồi, đây. Đấy, nhưng sẽ đợi. Nè, bóng tưng lên nè, lấy ngang ra nè, đập vào giữa bóng. Rồi, tiếp theo, nhưng sẽ nói về cái vấn đề gọi là cái bóng mà người ta đưa lúc mà trong thi đấu á, nhiều khi người ta hay vô tình người ta cứu một trái bóng á, nó hay bị cong lắm các bạn. Dù mà mình đập nhanh là nó bị quẹo, nhưng mà mình đập nhanh ví dụ vậy, thấy không? Nào, bóng nó cứ quẹo qua đây. Nếu mà mình xử lý mà quá nhanh là mình bị hụt liền và bóng nó quẹo ở chỗ khác liền, hoặc là ngược lại, đó, nó sẽ có hai xoáy. Thì mình muốn đập tốt được quả bóng bổng như thế này thì là đầu tiên là các bạn phải cần xem coi là cái hướng mà để cho thầy em cho bóng. Đầu tiên á là các bạn thêm trái nữa. Là cái điều đầu tiên á là các bạn phải coi được á là cái hướng mà người ta xử lý trái bóng á, ví dụ vậy, khi mà vô tình người ta chạy tới đây, cái là các bạn thấy không, tay người ta cong vậy, cái người ta đưa qua vậy, thì chắc chắn trái bóng đó nó sẽ đụng mà nó sẽ quẹo bên đây luôn nè. Tay người ta như vậy là chắc chắn là đụng mà nó sẽ quẹo qua bên đây. Nên các bạn khi mà di chuyển sang đập á thì các bạn phải nhớ chừa một tí xíu để cho bóng nó quẹo qua rồi bắt đầu mình mới đập, chứ mình đập sớm quá, mình đập sớm thì cái bóng nó quẹo đi sao mình đập được. Đó là một cách. Còn cái thứ hai, về cái xoáy thứ hai nha, là vậy. Ví dụ như là nó vậy, nó cong ngược lại. Đây, các bạn thấy không? Đó, thì đây nó cong ngược lại. Thì khi mà mình thấy tay của đối phương bắt đầu từ đây quắt lên, thì các bạn coi chừng là bóng nó sẽ đụng bàn và nó cong qua bên đây. Bắt đầu mình sẽ chạy di chuyển theo để mình thực hiện cái cú đập bóng. Rồi, cho mình theo. Rồi, cái thứ ba, ví dụ bên đây nữa. Thì vậy, như cái này thì sao? Giống như cái động tác người ta giao chém, người ta chém lên vậy, thì nó sẽ quẹo qua bên đây. Thì các bạn sẽ nhớ chừa một cái phần gọi là nó cho nó cong, đợi nó cong qua đi, các bạn hay bắt đầu đập. Ví dụ bây giờ như Nhân sẽ bắt đầu thực hiện những cái quả bóng cong nè. Đây, Nhân thấy là tay nè, qua đây là Nhân phải đập. Đó, Nhân sẽ đợi cho nó dư ra một tí. Nhân sẽ đợi cho nó nè. Nè, quẹo qua nè. Đó, Nhân bắt đầu như chị Nhân đập. Rồi, đây bắt đầu nè, cong qua đây để đợi. Đó, Nhân sẽ đợi nó cong xong bắt đầu Nhân mới đập. Và trường hợp mà vô nhanh quá là các bạn dễ bị hụt lắm nè, đợi cong nè. Đấy, nhìn thấy tay đối thủ cái bắt đầu mình phán đoán liền. Đây đây đây, đây nè, cong qua đây. Đấy, chờ lên một tí. Các bạn mà muốn có một quả đập á, quả gọi là bạc phải uy lực và rất là có tính ổn định trong thi đấu á, thì cái cách đầu tiên Nhân xin khuyên các bạn là các bạn phải thật thả lỏng tay nha. Thì khi mà ví dụ như tại sao phải kêu là gọi là thả lỏng tay, vì khi các bạn gồng quá cứng mà Nhân kêu bạn đấm Nhân mạnh, bạn gồng vậy bạn đấm sao Nhân đau, phải thả lỏng khi đụng gần tới Nhân, bạn đấm thật là nhanh thì bắt đầu mới tạo ra được một cái lực gọi là lực bộc phát. Thì cái lực đó nó rất là mạnh và rất là ổn định. Và các bạn nhớ nha, khi mà thực hiện cái cú đập á thì cứ nhớ là đợi bóng, cái mấu chốt quan trọng nhất là phải đợi bóng rớt xuống tưng lên, và các bạn cứ thả lỏng tay và qua càng nhanh thì bóng nó sẽ càng uy lực nha. Và nhớ là đợi bóng tưng lên và đánh vào phần giữa bóng nha, canh vào giữa vật, đánh vào giữa bóng, quay tay càng nhanh thì nó càng mạnh. Các bạn thấy cái video của Nhân hay và hữu ích thì Nhân xin một like, một dislike, một comment hay là một lượt đăng ký kênh hay một bất cứ thứ gì cũng được, miễn là các bạn nhớ cho Nhân là để cho Nhân tạo một cái động lực lớn để ra những cái video sau càng ngày nó càng hoàn thiện hơn. Các bạn đang gặp khó khăn về bóng bàn thì cứ nhắn tin, cứ comment ở phía dưới, Nhân sẽ cố gắng là ra một cái video clip, hoặc là ra một cái video clip sớm nhất để dành tặng cho bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.